Hậu vệ U20 Việt Nam nghi bị gãy xương sau trận thắng Qatar giờ ra sao? Hồ Văn Cường đã phải rời sân bàn cán sau khi va chạm với cầu thủ đối phương ở những phút cuối hiệp một trận U20 Việt Nam thắng U20 Qatar 2-1. Sau một pha va chạm với thủ môn Hasan Katon trong vòng cấm của U20 Qatar ở phút 41, Hồ Văn Cường cảm thấy rất đau đớn và phải cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Hậu vệ của U20 Việt Nam sau đó cũng phải rời sân bàn cán vì không thể tiếp tục thi đấu. Được biết, Văn Cường sau đó đã được đưa đến bệnh viện để chụp X-quang để kiểm tra bởi nghi bị gãy xương sườn và tổn thương khác ở vùng bụng. Tin mừng là kết quả chụp phim và siêu âm ổ bụng cho thấy hậu vệ của Sông Lam Nghệ An không có tổn thương nào nghiêm trọng. Cầu thủ sinh năm 2003 này chỉ bị đau ở phần mềm của vùng mạng sườn. Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ tập trung muộn nhất khi phải đến ngày 19 tháng 2 mới hội quân cùng U20 Việt Nam do thi đấu cho Sông Lam Nghệ An ở V-League. Tuy nhiên, anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng điền tên vào danh sách chính thức trong cả hai trận đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trước đó, ở trận ra quân thắng U20 Úc, hậu vệ này chơi tốt trước khi rời sân ở phút 73. Liên quan đến tình hình sức khỏe, ngoài Hồ Văn Cường, toàn đội U20 Việt Nam đều khỏe mạnh, không có trường hợp chấn thương nào khác sau chiến thắng trước U20 Qatar. U20 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi trong buổi sáng ngày 5 tháng 3 trước khi ra sân tập phục hồi vào buổi chiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.